bị đo nồng độ cồn, chàng trai ôm mặt khóc xin cảnh sát đừng giữ xe của vợ em vì Mai ly hôn, anh không thể giữ xe của em. Mai mới ly hôn mà ông anh đã ăn mừng sớm thế. Khi bạn muốn ly hôn nhưng cảnh sát giao thông lại nói không, dứt khoát là không, nghe xong anh rụng rời chân tay. Bất chợt anh miên man nhớ về những trận đòn vô cớ, những đêm thức trắng đợi vợ lên ba về, rồi anh đã òa khóc, khóc vì sợ không ly hôn được. Đến cái xe anh còn không giữ được thì sao giữ tôi, cô vợ sếp. Cảnh sát giao thông sếp, Mai mới ly hôn mà hôm nay ăn mừng rực rỡ thế, hư này. Nhiều khi bị bắt xe Mai không có xe lên tòa án khỏi ly hôn, vợ chồng hạnh phúc lại thì sao? Thôi lại về kiếm lý do hoãn ly hôn luôn, bảo lúc nào được trả xe lại bỏ tiếp, biết đâu cứu được cả cuộc hôn nhân, tín hiệu của vũ trụ gửi đấy, không phải khóc. Mai cầm biên bản theo ra tòa thôi có gì mà khóc, đưa cho vợ lên đóng phạt, coi như pha báo đời ân huệ cuối cùng dành cho vợ. Tình duyên lật đật đường đời thì bấp bênh. Tây Ban Nha phạt người vừa bơi vừa tè 18 triệu đồng từ hôm nay. Nani? May quá vừa bơi vừa ỉa thì không sao. Hả? Yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, tịch thu tang vật để xử lý. Đơn giản ai mà lên bờ quần ướt chứng tỏ đái dầm. À đâu? Thì ra đây là lý do nước biển mặn. Chắc lắp cam ở quần từng người một. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Lỡ đang ẻ mà nó dịn ra tí nước đé thì các anh có biết mà phạt không ta? Nhiệt độ nước tiểu trung bằng với nhiệt độ cơ thể 37 độ C, còn nhiệt độ nước biển trung bình sẽ là 23 độ C. Các camera sẽ theo dõi sự thay đổi nhiệt ở vùng nước và từ đó phát hiện ra người tè dưới biển. Ôi trời ơi! Vừa chia tay bạn gái người Indonesia, gia đình đạt villa đã nhiệt tình đẩy thuyền idol top top với hoa hậu Thùy Tiên. Nani? Phan chị Tiên kiểu, trời ạ, nó bôi dầu và mồm hay sao mà nói phép nghe mượt thế. Anh Thúc Tiến đã xem và đánh giá. Thùy Tiên đi ngang Vinaphone kiểu, ui sợ quá phải ban nó thôi. Nhiều bạn comment khá căng, mình thấy cũng được đấy chứ ạ. Hoa hậu Thùy Tiên với Đạt Villa về cùng nhà sống chung, thử cảm tưởng xem Thùy Tiên đi làm về Đạt chạy ra mở cửa, bỏ giày, lau dọn nhà cửa, vệ sinh, cắt cây. Ý em là Đạt về làm giúp việc cho Thùy Tiên thì hợp. À thế à? Chào hàng với Hoa hậu Lê Bống đi, tranh thủ lúc nó vẫn đang thi mà chưa được giải, chứ nó được giải rồi thì còn cái nịt. Quá chuẩn luôn. Cho tao xin phép cười nắc nẻ và cười lăn cười bò ạ, chứ cười bình thường không thỏa hết được cảm xúc. Thuyền này nếu mà anh em chúng tôi được đẩy thì xác định chắc ra tận Đại Tây Dương luôn. Đi Nhật thì đồng yên giảm giá cực sâu, làm 3 năm không dư vốn. Đi Hàn thì làm giờ hành chính, muốn tăng ca cũng bị gò bó. Đi Đài thì vất vả, lương cũng chẳng hơn Việt Nam là mấy. Đi Cam thì làm phạm pháp, lúc muốn về lại cần tiền chuộc. Vậy nên đi nước nào để vừa có thu nhập ổn định, vừa không bị khó khăn nhiều trong quá trình lao động. Làm việc tại nhà, thu nhập vài chục triệu trên tháng, nhà cái đến từ châu Âu. Hả? Đi Đức nha các bạn, đi Đức tuy vất vả nhưng được cái lương thấp, bonus thêm quả đồng euro cũng đang tụt giá chưa thấy ngày tăng ạ. Đi Thái bao uy tín nhé, lúc đi thẳng tắp lúc về êm ông.
What the hell? Đi Mỹ nha, quá đơn giản, chi phí thấp, 100% đậu. Chào mừng mọi người đã đến với American Tho. Oh my god! Đi tù vừa không phải lo, không phải nghĩ về tiền ăn uống điện nước hàng tháng, nghỉ ngơi làm việc đúng giờ rất có chế độ thể dục thể thao ăn uống hợp lý. Wow! Thực tế, nếu bạn uống rượu bia mà bị đỏ mặt thì hãy dừng lại ngay, đừng uống nữa. What the hell? Khổ cái thân tôi, da đen quá nên nó không đỏ được mặt, càng uống mặt càng trắng da. Anh em nhìn thế xong cứ bảo, bạn này uống được nhở, tôi mời anh một chén, nhưng mà thật ra tôi ngáo mẹ rồi. Tính mượn bia uống cho đỡ buồn, ai ngờ đi vệ sinh liên tục. Có ghê chưa? Thế nên cả tháng mới dám nhậu 2 lần, mỗi lần 15 ngày. Mình cần tìm một bạn nam đi Đà Lạt với mình và gia đình mình, đi khoảng 4 ngày, ăn ở đi lại mình lo hết bonus, thêm một ngày 10 triệu. Wow! Chồng mình thứ 5 tuần này có mặt ở Đà Lạt rồi nha, tắm rửa nằm nghiêng ráo nước sẵn rồi nha, liên hệ thì inbox mình nhé. Oh my god! Chỉ nhận đi cùng gia đình, nếu va chạm cơ thể trả thêm phí, cầm tay 100k, hôn môi 500k, ngủ cùng thì một củ nhé. À thế à? Mình nè, mà đi nguyên tuần luôn được không? À đâu? Mình đăng ký cho chồng chồng được không bạn? Cao to đen hôi. Được dắt vợ theo không bạn? Hứa không làm gì thì mới đi. Đi thôi, có bắt chim chuột các kiểu không? Nếu có mình lấy 300k trên ngày thôi. Hỏi thật, thế rốt cục bạn thích mùa hè hay mùa đông hơn? Vì sao? Thích mùa thu vì là mùa giao phối. Mùa đông vì lạnh mặc chăn ra đường cũng được, mà mùa hè thì nóng không thể bỏ hết được. Mùa nào có anh cũng thích, rất tiếc 4 mùa đều không có anh. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.